Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Nhãn nương thần lực của Đức Phật từ tòa ngồi đứng dậy, hở y và bên phải, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, con có chỗ muốn hỏi Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, xin Ngài hứa khả. Đức Phật nói với Phổ Nhãn rằng: Tùy ý ông hỏi, ta sẽ vì ông mà nói, khiến cho tâm ông hoan hỉ. Bồ Tát Phổ Nhãn nói: Đức Thế Tôn, Bồ Tát Phổ Hiền và các Bồ Tát chỗ nơi hết thảy hạnh nguyện của Phổ Hiền, thành tựu bao nhiêu tam muội giải thoát, mà nơi các đại tam muội của Bồ Tát hoặc nhập hoặc xuất, hoặc lúc an trụ, dùng đại tam muội không thể nghĩ bàn của Bồ Tát khéo nhập xuất, hay ở nơi tất cả tam muội, thần thông biến hóa tự tại chẳng có ngừng nghỉ. Đức Phật nói: Lành thay Phổ Nhãn, ông vì lợi ích các chúng Bồ Tát quá khứ, vị lai hiện tại mà hỏi nghĩa này. Lúc đó có vị Đại Bồ Tát danh hiệu là Phổ Nhãn, vì khi Ngài ở tại nhân địa thường tu tập diệu pháp Đại Bi, tức cũng là pháp môn Thiên Thủ Thiên Nhãn, cho nên đắc được Phổ Nhãn. Phổ Nhãn tức là hết thảy trong lỗ chân lông, trên toàn thân của Ngài đều có con mắt, có thể xem thấy tất cả mọi nơi, chẳng có sự chướng ngại. Một số Bồ Tát nhìn không thấy sự vật mà Ngài nhìn thấy, một số Bồ Tát không minh bạch sự lý mà Ngài minh bạch. Tại sao? Vì khi Ngài tu trì pháp môn 42 thủ nhãn thì đặc biệt chân thành, rất tinh tấn, ngày nào cũng tu không gián đoạn, cho nên đắc được Phổ Nhãn tam muội. Chúng ta tu pháp môn 42 thủ nhãn, tu trì thời gian lâu rồi cũng sẽ đắc được cảnh giới ngũ nhãn lục thông. Lúc ban đầu tu hành thì có chút cảm ứng tự mình cảm giác trong các lỗ chân lông toàn thân đều có con mắt. Con mắt này lúc tu pháp thì có lúc mở lúc nhắm, lâu dần thì những con mắt khắp toàn thân đều mở, có thể nhìn thấy nhân duyên của tất cả chúng sinh khắp 3000 đại thiên thế giới. Chúng sinh nào có duyên với bạn thì bạn đi giáo hóa chúng sinh đó. Pháp Đại Bi ngàn tay ngàn mắt này là không thể nghĩ bàn. Hiện tại Bồ Tát Phổ Nhãn ở trong Pháp hội Hoa Nghiêm làm đương cơ chúng. Đương cơ chúng là gì? Tức là đại biểu hết thảy Bồ Tát trong Pháp hội hướng về Đức Phật thỉnh Pháp, gọi là đương cơ chúng. Bồ Tát Phổ Nhãn, Ngài tu hạnh Bồ Tát, giác trồng đủ thứ căn lành, viên mãn lục độ vạn hạnh, cho nên là vị Đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Ngài thường đại oai thần lực của Phật từ tòa ngồi đứng dậy, thở bảy vai bên phải, đây là biểu pháp, biểu thị thân nghiệp thanh tịnh, cúi phải sát đất, biểu thị ý nghiệp thanh tịnh, chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch, biểu thị khẩu nghiệp thanh tịnh. Như vậy thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh hướng về Đức Phật thỉnh Pháp, đây là nghi thức thỉnh Pháp. Bồ Tát Phổ Nhãn hướng về Đức Phật bạch rằng: Đức Thế Tôn, con biết Đức Phật đã thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, nay có vấn đề không minh bạch muốn thưa hỏi Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn đại từ đại bi thương xót hứa khả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Phổ Nhãn, ông muốn hỏi vấn đề gì đều được, tôi sẽ vì ông mà giải thích nói, khiến cho ông đắc được câu trả lời mãn nguyện, khiến cho tâm ông sinh đại hoan hỉ. Bồ Tát Phổ Nhãn bắt đầu đưa ra câu hỏi để hỏi Đức Phật: Đức Thế Tôn, Bồ Tát Phổ Hiền có trí huệ nhất, có biệt tài nhất, lại có đại hạnh, lại có đại nguyện. Cùng với các Bồ Tát trụ ở trong hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, các ngài thành tựu bao nhiêu giải thoát tam muội, chánh định chánh thọ. Đối với hết thảy tất cả đại định của Bồ Tát, hoặc nhập vào định này, hoặc xuất định này, hoặc an trụ ở trong định, đối với tam muội quảng đại không thể nghĩ bàn của Bồ Tát khéo nhập vào định này, khéo xuất định này, đối với hết thảy tam muội đều hỗ tương tự tại, thần thông biến hóa. Cầu pháp môn này chẳng có ngược nghỉ, phải tu hành như thế nào? Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Bồ Tát Phổ Nhãn rằng: Lành thay Phổ Nhãn, câu hỏi của ông rất có ý nghĩa, tốt lắm. Ông vì lợi ích hết thảy tất cả Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai mà hỏi vấn đề này. Phổ Nhãn, Bồ Tát Phổ Hiền hiện nay đang ở tại đây, đã thành tựu thần thông tự tại không thể nghĩ bàn, vượt lên trên tất cả các Bồ Tát khó có thể gặp được. Từ nơi vô lượng hạnh Bồ Tát sinh ra, Bồ Tát đại nguyện đều đã thanh tịnh, những hạnh đã làm đều không thối chuyển. Vô lượng môn Bà La Mật, môn Đà La Ni, môn vô tận biện tài, thầy đều đã được thanh tịnh vô ngại, đại bi lợi ích tất cả chúng sinh, nhờ nguyện được xưa, hết thuở vị lai mà không nhàm mỏi. Ông nên hỏi Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Hiền sẽ vì ông mà nói tam muội tự tại giải thoát đó. Phật lại gọi một tiếng: Phổ Nhãn, ông hỏi Bồ Tát Phổ Hiền và các chúng Bồ Tát trụ ở nơi hạnh nguyện Phổ Hiền đắc được bao nhiêu tam muội giải thoát. Hiện tại Bồ Tát Phổ Hiền đang ở trong pháp hội này, Ngài đã thành tựu thần thông tự tại diệu dụng không thể nghĩ bàn, vượt lên trên hết thảy Bồ Tát, không dễ gì gặp được nhân duyên này, Phải từ tu vô lượng hạnh Bồ Tát sinh ra mới gặp được nhân duyên này. Đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đều đã thanh tịnh mà còn viên mãn. Hạnh môn của Bồ Tát tu đều không thối chuyển, cho đến tâm niệm thối chuyển cũng chẳng có. Vô lượng vô biên pháp môn Ba La Mật, pháp môn Đà La Ni không chướng ngại, pháp môn biện tài vô cùng vô tận. Những pháp môn này đều đắc được thanh tịnh vô ngại. Ngài hành Bồ Tát đạo sinh ra tâm đại bi, vì có tâm đại bi mới có thể lợi ích tất cả chúng sinh. Nguyện lực mà thuở xưa Ngài phát ra, hết kiếp thuở vị lai cũng chẳng khi nào nhả mỏi. Phật lại gọi một tiếng Phổ Nhãn, ông nên hỏi Bồ Tát Phổ Hiền về vấn đề này. Bồ Tát Phổ Hiền sẽ nói cho ông biết đắc được tác muội tự tại giải thoát, niệm phận tự tại như thế nào. Thế nào là pháp giải thoát? Bồ Tát Phổ Hiền sẽ nói rõ cho ông minh bạch. Bấy giờ, các chúng Bồ Tát ở trong hội nghe danh hiệu Phổ Hiền, lập tức đắc được vô lượng tác muội không thể nghĩ bàn, tâm được vô ngại, tịch tính bất động, trí huệ rộng lớn khó có thể dò lường, cảnh giới thâm sâu không ai bằng được. Hiện tiền đều thấy vô số chư Phật đắc được lực của Như Lai, đồng với tánh của Như Lai, quá khứ vị lai hiện tại thầy đều chiếu rõ, hết thảy phước đức không thể cùng tận, tất cả thần thông đều đã đầy đủ. Lúc đó hết thảy tất cả Bồ Tát ở trong pháp hội Hoa Nghiêm nghe danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền lập tức đắc được vô lượng tác muội không thể nghĩ bàn, trong tâm được không chướng ngại, tịch tĩnh đến cực điểm, định lực đầy đủ nên không. Do định sinh huệ, cho nên trí huệ rộng lớn, khó dò lường được trí huệ bao nhiêu. Cảnh giới này rất là thâm sâu, không thể sánh bằng được. Hết thảy Bồ Tát đều thấy được vô số chư Phật hiện ra ở trước mặt mình, đã được sức thần thông của Phật và hợp với pháp tánh của Phật mà làm một. Trong quá khứ vị lai hiện tại ba đời đều chiếu rõ, phước đức đắc được vô cùng vô tận, hết thảy thần thông Bồ Tát đều có đủ. Các Bồ Tát đó ở chỗ Phổ Hiền sinh tâm tôn trọng khát ngưỡng, muốn thấy. Đều quan sát khắp cùng trong chúng hội mà vẫn không thấy, cũng chẳng thấy tòa ngồi của Ngài. Đó là do oai lực của Như Lai gia trì, cũng là thần thông tự tại của Phổ Hiền khiến được như vậy. Hết thảy Bồ Tát ở tại đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền đều sinh tâm tôn trọng, như lúc khát nước cấp thời, đều muốn chiêm ngưỡng tôn nhang của Bồ Tát Phổ Hiền. Đại chúng quan sát khắp cùng tứ phía ở trong pháp hội Hoa Nghiêm cũng không thấy Bồ Tát Phổ Hiền, cũng không thấy tòa ngồi của Bồ Tát Phổ Hiền. Tại sao? Vì đó là do đại oai thần lực của Như Lai gia trì, cũng là thần lực tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho đại chúng không thấy được thân tướng của Ngài. Tuy nhiên Bồ Tát Phổ Nhãn chẳng thấy được, nhưng cũng chẳng nhìn thấy Bồ Tát Phổ Hiền ở chỗ nào. Do đó sơ địa chẳng biết nhị địa, thập địa chẳng biết đẳng giác, nghĩa là Bồ Tát sơ địa, hoan hỷ địa chẳng biết cảnh giới của Bồ Tát nhị địa, ly cấu địa, Bồ Tát thập địa, pháp vân địa chẳng biết cảnh giới của Bồ Tát đẳng giác. Lại giống như học sinh tiểu học chẳng biết trình độ của học sinh trung học, học sinh trung học chẳng biết trình độ của học sinh đại học, cùng một đạo lý như vậy. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Nhãn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, Bồ Tát Phổ Hiền nay đang ở đâu? Đức Phật bảo Phổ Nhãn: Bồ Tát Phổ Hiền hiện đang ở tại chúng hội đạo tràng này, ngồi gần chỗ ta, không hề rời chỗ ngồi. Lúc đó Phổ Nhãn và các Bồ Tát lại quan sát chúng hội đạo tràng nữa, tìm cầu khắp nơi. Bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, nay chúng con vẫn chưa thấy thân Bồ Tát Phổ Hiền và tòa ngồi. Đức Phật nói: Đúng như vậy, thiện nam tử, tại sao các ông không nhìn thấy? Lúc đó Bồ Tát Phổ Nhãn nói với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, Bồ Tát Phổ Hiền hiện nay đang ở đâu? Đức Phật nói với Bồ Tát Phổ Nhãn rằng: Phổ Nhãn, Bồ Tát Phổ Hiền hiện nay đang ở trong chúng hội đạo tràng này, ngồi gần ta, nghe ta nói pháp, chưa từng rời khỏi chỗ ngồi. Lúc đó Bồ Tát Phổ Nhãn và các chúng Bồ Tát lại quan sát khắp các chúng hội, tìm kiếm Bồ Tát Phổ Hiền vẫn không biết Ngài đang ở đâu. Bồ Tát Phổ Nhãn lại hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đại chúng vẫn chưa nhìn thấy thân của Bồ Tát Phổ Hiền và tòa ngồi của Ngài. Xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ bày chúng con để cho chúng con được thấy Bồ Tát Phổ Hiền. Đức Phật nói: Phổ Nhãn, đúng như thế, các vị thiện nam tử, tại sao các ông đại chúng không nhìn thấy Bồ Tát Phổ Hiền? Thiện nam tử, vì trụ xứ của Bồ Tát Phổ Hiền thâm sâu, không thể nói được. Bồ Tát Phổ Hiền đắc được vô trí huệ vô biên, nhập vào định sư tử phấn tấn, đắc được dùng tự tại vô thượng, nhập vào thanh tịnh vô ngại tế, sinh ra mười lực của Như Lai, dùng pháp giới tạng làm thân, được tất cả Như Lai cùng hộ niệm, trong khoảng một niệm đều có thể chứng nhập trí vô sai biệt của chư Phật ba đời. Do đó các ông không thể nào thấy được vậy. Phật lại nói: Các vị thiện nam tử, vì trụ xứ của Bồ Tát Phổ Hiền rất thâm sâu, không thể nói được, cho nên Bồ Tát Phổ Hiền đắc được môn trí huệ không bờ mé, Ngài nhập vào định sư tử phấn tấn, đắc được dụng tự tại vô thượng, vào được bờ mé thanh tịnh không chướng ngại, sinh ra 10 thứ lực của Phật, dùng tánh pháp giới hít tạng làm thân của Ngài, dùng tánh hư không bình đẳng làm diệu dụng của Ngài. Được hết thảy chư Phật đều cùng hộ niệm Ngài, ở trong khoảng một niệm, hoàn toàn chứng nhập được trí huệ không phân biệt của chư Phật ba đời. Tức là không cần suy nghĩ, lập tức thấu rõ. Do nhân duyên đó cho nên các ông đại chúng không thể nào thấy được thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Nhãn nghe Như Lai nói công đức thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền, liền đắc được 10.000 A Tăng Kỳ tam muội, dùng sức tam muội quan sát khắp, khát ngưỡng muốn thấy Bồ Tát Phổ Hiền cũng không nhìn thấy được. Tất cả các chúng Bồ Tát khác cũng đều không nhìn thấy. Lúc đó Bồ Tát Phổ Nhãn từ tam muội dậy bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, con đã nhập 10.000 A Tăng Kỳ tam muội tìm xem Bồ Tát Phổ Hiền mà cuối cùng vẫn không thấy được, chẳng thấy thân và thân nghiệp, lời và lời nghiệp, ý và ý nghiệp của Ngài, tòa và trụ xứ cũng đều không thấy. Đức Phật nói: đúng vậy, thiện nam tử, nên biết đều do Bồ Tát Phổ Hiền trụ sức giải thoát không nghĩ bàn. Lúc đó Bồ Tát Phổ Nhãn nghe Phật nói công đức thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền, lập tức đắc được 10.000 A Tăng Kỳ tam muội, tức cũng là tránh định tránh thọ. Bồ Tát Phổ Nhãn bèn dùng sức tam muội ở trong định, lại quan sát khắp cùng, khát ngưỡng muốn thấy Bồ Tát Phổ Hiền nhưng vẫn không nhìn thấy được. Các chúng Bồ Tát khác càng không thể nhìn thấy được. Lúc đó Bồ Tát Phổ Nhãn xuất định nói với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, con đã nhập vào 10.000 A Tăng Kỳ tam muội, muốn tìm xem Bồ Tát Phổ Hiền mà cuối cùng vẫn không nhìn thấy được, cũng không nhìn thấy thân và thân nghiệp của Ngài tạo ra, lại không nghe lời nói và nghiệp lời nói của Ngài tạo ra, lại không thấy ý và ý nghiệp của Ngài tạo ra. Tòa ngồi của Ngài tại chỗ nào, Ngài đang ở đâu, con hoàn toàn không nhìn thấy được. Đức Phật nói: Phổ Nhãn, con nhìn không thấy đâu, con nhìn không thấy đâu, thiện nam tử, vì Bồ Tát Phổ Hiền chẳng chấp tướng, không có tướng để thấy, không cảnh giới để thủ lấy, nên biết đây đều do Bồ Tát Phổ Hiền trụ sức giải thoát không nghĩ bàn. Phổ Nhãn, ý ông thế nào? Như có người nói đủ thứ huyễn tướng trụ xứ ở trong văn tự huyễn thuật chăng? Đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không. Đức Phật nói: Phổ Nhãn, huyễn tướng ở trong huyễn còn không thể nói, há huống là cảnh giới thần bí mật, cảnh giới lời bí mật, cảnh giới ý bí mật của Bồ Tát Phổ Hiền, mà ở trong đó có thể nhập, có thể thấy. Tại sao? Vì cảnh giới của Bồ Tát Phổ Hiền thâm sâu không thể nghĩ bàn, không có số lượng, đã vượt qua số lượng. Tóm lại, Bồ Tát Phổ Hiền dùng huệ kim cang vào khắp pháp giới, nơi tất cả thế giới, không chỗ đi, không chỗ trụ, biết tất cả thân chúng sinh, tức đều chẳng phải thân, không đến, không đi, đắc được thần thông tự tại, không đoạn tật, không sai biện, không nương, không làm, không có động chuyển, đến nơi bờ mé rốt ráo của pháp giới. Thiện nam tử, nếu ai thấy được Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc được thừa sự, hoặc được nghe danh, hoặc có tư duy, hoặc có nghĩ nhớ, hoặc sinh tin hiểu, hoặc siêng quan sát, hoặc bắt đầu hướng về, hoặc chân chánh tìm cầu, hoặc phát thệ nguyện liên tục không ngừng, thì đều đắc được lợi ích, không có luống qua. Phật lại nói: Phổ Nhãn, ý niệm của ông như thế nào? Như có người nói đủ thứ huyễn tướng trụ xứ ở trong huyễn thuật văn tự chăng? Bồ Tát Phổ Nhãn đáp: Đức Thế Tôn, không thể nói như thế. Phật lại nói: Nhà huyễn thuật biến hóa huyễn tướng còn không thể nói rõ được, há huống là cảnh giới thần bí mật của Bồ Tát Phổ Hiền biến hóa vô cùng. Ngài có thể một thân biến làm vô lượng thân quy về một thân. Một thân không sở hiện, vô lượng thân cũng không sở hiện. Pháp thân của Ngài khắp tất cả mọi nơi, mà chẳng ở tại tất cả mọi nơi, chẳng ở tại tất cả mọi nơi, lại khắp tất cả mọi nơi. Cảnh giới lời bí mật của Ngài cũng không thể nghĩ bàn, chưa nói mà nói mà chưa nói, là kia nói mà đây không biết, là đây nói mà kia không biết, đó đây không biết nhau, cho nên là cảnh giới lời bí mật. Tuy nhiên Ngài nói Pháp, nhưng không ai nghe được Ngài nói Pháp. Tuy nhiên Ngài không nói Pháp, nhưng rất nhiều chúng sinh thường nghe Ngài nói Pháp, cho nên không thể dùng tướng để thủ lấy cảnh giới này của Bồ Tát Phổ Hiền. Cảnh giới ý bí mật của Ngài ở trong cảnh giới bí mật có thể thâm nhập, có thể thấy được, thật không dễ dàng. Đây là nguyên nhân gì? Vì cảnh giới của Bồ Tát Phổ Hiền quá sâu, thật là không thể nghĩ bàn, vẫn chẳng có số lượng, đã vượt qua số lượng. Đưa ra chỗ quan trọng để nói, Bồ Tát Phổ Hiền Ngài dùng trí huệ kim cang vào khắp cùng tất cả pháp giới, nơi tất cả thế giới cũng không chỗ đi, cũng không chỗ trụ, do đó đi mà chưa đi, trụ mà chưa trụ. Ngài biết thân của tất cả chúng sinh đều là hư vọng, do đất nước gió lửa bốn đại hòa hợp mà thành, Do đó hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt, chẳng có gì chân thật, cũng chẳng có đến, cũng chẳng có đi. Ngài đã đắc được thần thông diệu dụng tự tại không đoạn tận, không có sự phân biệt, cũng chẳng có sự nương tựa, cũng chẳng có làm. Tuy nhiên khắp tất cả mọi nơi nhưng chẳng động chỗ ngồi mà đến khắp pháp giới, đến bờ mé rốt ráo. Phải Thích Ca Mâu Ni nói với Bồ Tát Phổ Nhãn: Thế nam tử, giả sử có chúng sinh do có đại nhân duyên mà thấy được Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc thực sự cúng dường, hoặc nghe đến danh hiệu Ngài, hoặc tư duy đại hạnh Phổ Hiền, hoặc nghĩ nhớ đại hạnh Phổ Hiền, hoặc sinh tâm tin hiểu, do đó tin là nguồn đạo mẹ công đức nuôi lớn tất cả các pháp lành. Có tâm tin hiểu rồi còn phải minh bạch thấu hiểu mới có thể đắc được lợi ích của pháp, hoặc phải siêng quan sát đại nguyện quá khứ của Bồ Tát Phổ Hiền phát ra là gì, tu đại hạnh gì, quán sát rồi nhất định y pháp thực hành. Chỉ biết Bồ Tát Phổ Hiền tu hành như thế nào mà không thực hành cũng giống như nói món ăn đến tiền mướn chẳng có ích lợi gì. Hoặc hướng về hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, hoặc chân tránh tìm cầu Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc phát đại thệ nguyện, học tập 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu theo đó mà tu trì liên tục không ngừng thì nhất định đều đắc được đại lợi ích, tuyệt đối không thể đướng qua. Đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là vô hình, nên một số Bồ Tát tìm không được, cũng nhìn chẳng thấy. Tại sao? Vì những gì Bồ Tát Phổ Hiền làm đều lợi ích chúng sinh, nhưng không để cho chúng sinh biết mình thọ được lợi ích của Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên chúng sinh không biết có Bồ Tát Phổ Hiền. Đó là biểu hiện Bồ Tát Phổ Hiền chẳng cầu danh cũng chẳng cầu lợi, giống như thế giới Ta Bà chúng ta nhả nhả Quán Thế Âm, hộ hộ Di Đà Phật. Song trước mắt chẳng nhận thức được Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng có thể nói trước mắt chẳng nhận thức được Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là làm không cho ai biết, dạy không bảo cho ai hay, nên gọi là đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu cúng dường Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc nghe danh, hoặc tư duy, hoặc nghĩ nhớ, hoặc tin hiểu, hoặc quan sát, đều đắc được lợi ích đặc biệt, nhất định sẽ đắc được sự cảm ứng viên mãn. Bấy giờ Phổ Nhãn và tất cả chúng Bồ Tát sinh tâm khát ngưỡng đối với Bồ Tát Phổ Hiền, nguyện muốn được thấy, bèn nói như vậy: Nam mô Nhất Thiết Chư Phật, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Xưng như vậy 3 lần, cúi đầu đảnh lễ cung kính. Lúc đó Bồ Tát Phổ Nhãn và tất cả chúng Bồ Tát trong tâm sinh lòng khát ngưỡng đối với danh vọng Bồ Tát Phổ Hiền, đều nguyện muốn được thấy Bồ Tát Phổ Hiền, do đó bèn xưng như vậy: Nam mô Nhất Thiết Chư Phật, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Xưng hô như vậy 3 lần, cúi đầu năm thể sát đất đảnh lễ 3 lần. Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Nhãn và các chúng hội rằng: Các Phật tử, các ông càng phải nên lễ kính Phổ Hiền, phải siêng thỉnh cầu, lại phải chuyên tâm quan sát 10 phương, nghĩ thân Phổ Hiền hiện tại ở trước mắt, tư duy như vậy khắp cùng pháp giới, thâm tâm tìm hiểu nhằm lìa tất cả, phát thệ với Phổ Hiền, cùng một hạnh nguyện nhập vào pháp chân thật không hai. Thân Ngài hiện khắp tất cả thế gian, đều biết các căn chúng sinh khác biệt, khắp tất cả mọi nơi tu tập đạo Phổ Hiền. Nếu phát khởi đại nguyện như vậy thì sẽ thấy được Bồ Tát Phổ Hiền. Lúc đó Phật bảo Bồ Tát Phổ Nhãn và tất cả các Bồ Tát nói rằng: Các vị Phật tử, các ông càng phải nên lễ kính Bồ Tát Phổ Hiền, phải sinh thỉnh cầu, lại phải chuyên tâm trí thành khẩn thiết để quan sát 10 phương, phải quán tưởng Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên con voi trắng lớn 6 ngà đang ở trước các vị, tư duy tận hư không khắp pháp giới, khắp nơi đều thị hiện thân Bồ Tát Phổ Hiền. Thấy được rồi, sinh tin hiểu thâm sâu mà chẳng có sự chướng ngại, nhằm lìa tất cả, gì cũng không cần nữa, phát thể nguyện lớn đi theo Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài đến đâu thì đi đến đó, Ngài thực hành hạnh nguyện gì thì hành hạnh nguyện đó, như vậy sẽ vào được pháp môn chân thật không hai. Lúc đó thân của Ngài hiện khắp tất cả thế gian để giáo hóa chúng sinh, lại hoàn toàn biết chúng sinh có đủ thứ căn tánh khác nhau, lại khắp cùng tất cả mọi nơi tích tập đạo Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu phát được nguyện lớn như vậy thì sẽ thấy được thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Nhãn nghe Đức Phật nói xong, cùng với các Bồ Tát đảnh lễ cầu xin được thấy Phổ Hiền đại sĩ. Lúc đó Bồ Tát Phổ Nhãn lắng nghe Phật nói xong, bèn cùng với các Bồ Tát đảnh lễ Phật, thỉnh cầu Phật từ bi khiến cho được thấy Phổ Hiền đại sĩ Bồ Tát. Lúc đó tâm của các Bồ Tát kiên thành khát ngưỡng, hy vọng lập tức thấy được Bồ Tát Phổ Hiền. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền liền dùng sức thần thông giải thoát theo sự thỉnh cầu mà hiện xác thân, khiến cho Bồ Tát Phổ Nhãn và tất cả các chúng Bồ Tát đều thấy Phổ Hiền gần gũi. Đức Như Lai ngồi trên tòa sen ở trong tất cả chúng Bồ Tát này, cũng thấy Bồ Tát Phổ Hiền ở chỗ tất cả chư Phật trong tất cả thế giới khác. Từ nơi đó, thứ lớp liên tục đi đến, cũng thấy đang ở chỗ tất cả chư Phật đó diễn nói tất cả các Bồ Tát hạnh, khai thị trí đạo nhất thiết trí, Triển minh tất cả thần thông của Bồ Tát, phân biệt tất cả oai đức của Bồ Tát, thể hiện tất cả chư Phật ba đời. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền liền dùng sức thần thông giải thoát theo sự thỉnh cầu của Bồ Tát Phổ Nhãn và các Bồ Tát mà thể hiện xác thân, khiến cho tất cả chúng Bồ Tát đều có cơ hội thấy được Bồ Tát Phổ Hiền gần gũi Đức Phật. Ngài ngồi trên tòa sen, ở trong chúng Bồ Tát này cũng nhìn thấy Bồ Tát Phổ Hiền đang ở chỗ tất cả chư Phật ở trong tất cả thế giới khác, ở đó lần lượt tiếp tục đến, cũng nhìn thấy đạo tràng của tất cả chư Phật diễn nói tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu hành, khai thị đạo trùng trí trong nhất thiết trí, diễn dương thần thông diệu dụng của tất cả Bồ Tát, phân biệt oai đức của tất cả Bồ Tát, thể hiện tất cả chư Phật ba đời. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Nhãn và tất cả chúng Bồ Tát thấy thần biến đó, trong tâm đều hớn hở sinh đại hoan hỉ, đều đảnh lễ Bồ Tát Phổ Hiền, sinh tâm tôn trọng như thấy mười phương tất cả chư Phật. Bấy giờ nhờ đại oai thần lực của Phật và sức tiên hiểu của các Bồ Tát, nguyện lực xưa của Bồ Tát Phổ Hiền tự nhiên mưa xuống 10.000 thứ mây. Đó là đủ thứ mây hoa, đủ thứ mây tràng hoa, đủ thứ mây hương, đủ thứ mây hương bột, đủ thứ mây lọng, đủ thứ mây y, đủ thứ mây đổ nghiêm sức, đủ thứ mây chân báu, đủ thứ mây hương đốt, đủ thứ mây lụa màu, bất khả thuyết thế giới sáu thứ chấn động, tấu lên âm nhạc trời, âm thanh đó vang xa, bất khả thuyết thế giới phóng đại quang minh đó chiếu khắp bất khả thuyết thế giới, khiến cho ba đường ác đều được diệt trừ, nghiêm tịnh bất khả thuyết thế giới, khiến cho bất khả thuyết Bồ Tát nhập vào hạnh Phổ Hiền, bất khả thuyết Bồ Tát thành tựu hạnh Phổ Hiền, bất khả thuyết Bồ Tát đều được viên mãn hạnh nguyện Phổ Hiền, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền và tất cả Bồ Tát thấy được thần thông biến hóa của Bồ Tát Phổ Hiền rồi, sinh tâm đại hoan hỉ, nhảy nhót vui mừng, đều đến trước Bồ Tát Phổ Hiền cúi đầu đảnh lễ, sinh tâm tôn trọng cung kính, giống như thấy được mười phương tất cả chư Phật. Lúc đó nhờ đại oai thần lực của Phật và sức tin hiểu của các Bồ Tát cùng với sức nguyện xưa của Bồ Tát Phổ Hiền mà tự nhiên mưa xuống 10.000 thứ mây các tường, đó là: một đủ thứ mây hoa, hai đủ thứ mây tràng hoa, ba đủ thứ mây hương, bốn đủ thứ mây hương bột, năm đủ thứ mây mây lọng, sáu đủ thứ mây y, bảy đủ thứ mây đồ trang nghiêm, tám đủ thứ mây chân báu, chín đủ thứ mây hương đốt, 10 đủ thứ mây lụa màu. Lúc đó lại có bất khởi thuyết thế giới đồng thời phát sinh sáu thứ chấn động, đó là động khởi dũng biến hống kích, lại diễn tấu lên âm nhạc trời, âm thanh đó vang xa đến các thế giới khác đều có thể nghe được. Lại có bất khả thuyết thế giới phóng đại quang minh đó chiếu khắp bất khả thuyết thế giới, khiến cho ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thảy đều tiêu diệt, không còn tồn tại. Lại trang nghiêm thanh tịnh bất khả thuyết thế giới, khiến cho bất khả thuyết Bồ Tát thành tựu hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, bất khả thuyết Bồ Tát đều được viên mãn hạnh nguyện Phổ Hiền, chứng được Phật vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Nhãn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, Bồ Tát Phổ Hiền là bậc trụ nơi đại oai đức, bậc trụ nơi vô đẳng, bậc trụ nơi không lỗi lầm, bậc trụ nơi bất thối, bậc trụ nơi bình đẳng, bậc trụ nơi bất hoại, bậc trụ nơi tất cả pháp sai biệt, bậc trụ nơi tất cả pháp không sai biệt, bậc trụ nơi tất cả chúng sinh chỗ tâm trụ khéo léo, bậc trụ tất cả pháp tự tại giải thoát tam muội. Đức Phật nói: đúng vậy, Phổ Nhãn, như lời ông nói. Bồ Tát Phổ Hiền có A Tăng Kỳ công đức thanh tịnh, đó là công đức vô đẳng trang nghiêm, công đức vô lượng bảo, biển công đức không thể nghĩ bàn, công đức vô lượng tướng, công đức vô biên mây, công đức vô biên tế, không thể xưng tán, công đức vô tận pháp, công đức bất khả thuyết, công đức tất cả Phật, công đức tán thán khen ngợi không hết được. Lúc đó Bồ Tát Phổ Nhãn nói với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, Bồ Tát Phổ Hiền là bậc trụ trong 10 thứ cảnh giới: một, bậc trụ nơi đại oai đức, hai, bậc trụ nơi vô đẳng, ba, bậc trụ nơi không lỗi lầm, bốn, bậc trụ nơi bất thối, năm, bậc trụ nơi bình đẳng, sáu, bậc trụ nơi bất hoại, bảy, bậc trụ nơi tất cả pháp sai biệt, tám, bậc trụ nơi tất cả pháp không sai biệt, chín, bậc trụ nơi tất cả chúng sinh chỗ tâm trụ khéo léo, 10. Bậc trụ tất cả pháp tự tại giải thoát tam muội. Đức Phật nói: đúng như vậy, Phổ Nhãn, đúng như lời của ông nói. Bồ Tát Phổ Hiền có A Tăng Kỳ công đức thanh tịnh, được nói có 10 thứ: 1. Công đức vô đẳng trang nghiêm, 2. Công đức vô lượng bảo, 3. Biển công đức không nghĩ bàn, 4. Công đức vô lượng tướng, 5. Công đức vô biên mây, 6. Công đức vô biên tế, không thể xưng tán, 7. Công đức vô tận pháp, 8. Công đức bất khả thuyết, 9. Công đức tất cả Phật, 10. Công đức tán thán khen ngợi không hết được. Bấy giờ Đức Như Lai bảo Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Phổ Hiền, Ông nên vì Phổ Nhãn và các chúng Bồ Tát trong hội này nói 10 đại tác muội, khiến cho họ khéo được nhập vào thành tựu viên mãn hết thảy hành nguyện phổ hiền. Vì các đại Bồ Tát nói 10 đại tác muội này, khiến cho Bồ Tát quá khứ đã được xuất ly, Bồ Tát hiện tại nay được xuất ly, Bồ Tát vị lai sẽ được xuất ly. Lúc đó Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền nói: Phổ Hiền, ông nên vì Bồ Tát Phổ Nhãn và các chúng Bồ Tát trong pháp hội này diễn nói 10 đại tác muội, khiến cho hết thảy Bồ Tát đều khéo nhập vào tác muội, thành tựu viên mãn hết thảy hạnh nguyện phổ hiền. Các vị đại Bồ Tát do nói 10 đại tác muội này mà khiến cho Bồ Tát quá khứ đã được thoát khỏi 3 cõi, khiến cho Bồ Tát hiện tại cũng được thoát khỏi 3 cõi, khiến cho Bồ Tát vị lai cũng được thoát khỏi 3 cõi. Những gì là 10? Một là đại tam muội phổ quang, hai là đại tam muội diệu quang, ba là đại tam muội thứ tự đến khắp cùng cõi nước chư Phật, bốn là đại tam muội thâm tâm thanh tịnh hạnh, năm là đại tam muội biết quá khứ cho nghiêm tạng, sáu là đại tam muội trí quang minh tạng, bảy là đại tam muội biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm, tám là đại tam muội thân chúng sinh khác biệt, chín là đại tam muội pháp giới tự tại, 10 là đại tam muội vô ngại luân. Những gì là 10 thứ đại tam muội? Đó là: một, đại tam muội phổ quang, nhập vào tam muội này phổ quang chiếu khắp, có viên mãn đại quang minh tạng. 2. Đại tam muội diệu quang, nhập vào tam muội này sinh ra quang vi diệu. Thứ quang này là trong quang có quang, trong quang hóa quang, trong quang phóng quang, là quang diệu không thể tả. 3. Đại tam muội thứ tự đến khắp cùng cõi nước chư Phật, nhập vào tam muội này có thể đồng thời thứ tự đến khắp cùng cõi nước chư Phật mười phương, gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh, độ thoát chúng sinh. 4. Đại tam muội thâm tâm thanh tịnh hạnh, nhập vào tam muội này hay làm cho thân tâm thanh tịnh, chẳng có tư tưởng nhiễm ô. 5. Đại tam muội biết quá khứ trang nghiêm tạng, nhập vào tam muội này biết được quá khứ trang nghiêm bảo tạng, nhập định có thể nhập kiếp, một niệm vô duyên xuất định thọ pháp. 6. Đại tam muội trí quang minh tạng, nhập vào tam muội này có trí huệ chiếu triển vô tận tạng. 7. Đại tam muội biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm, nhập vào tam muội này biết rõ mười phương thế giới chư Phật trang nghiêm. 8. Đại tam muội thân chúng sinh khác biệt, nhập vào tam muội này biết thân chúng sinh có phân biệt gì. 9. Đại tam muội pháp giới tự tại, nhập vào tam muội này trong pháp giới rất là tự tại không chướng ngại. 10 là đại tam muội vô ngại luân, nhập vào tam muội này có thể ba luân nhiếp hóa đều được tự tại, đã đắc được 10 vô ngại viên mãn Phật quả. 10 đại tam muội này trừ đại Bồ Tát mới khéo vào được. Tất cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đã nói, sẽ nói, đang nói. 10 đại tam muội này tất cả các đại Bồ Tát mới khéo vào được. Chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, chư Phật hiện tại, tất cả chư Phật mười phương đều đã nói pháp môn này, tương lai sẽ nói pháp môn này, hiện tại đang nói pháp môn này. Nếu các Bồ Tát ưa thích tôn trọng tu tập không giải đãi thì được thành tựu. Người như vậy gọi là Phật, gọi là Như Lai, cũng gọi là người đắc được 10 lực, cũng gọi là đạo sư, cũng gọi là đại đạo sư, cũng gọi là nhất thiết trí, cũng gọi là nhất thiết kiến, cũng gọi là trụ vô ngại, cũng gọi là đạt chư cảnh, cũng gọi là nhất thiết pháp tự tại. Nếu như các Bồ Tát ưa thích pháp môn này, tôn trọng pháp môn này, y chiếu pháp môn này siêng năng tu tập tuyệt đối không giải đãi thì sẽ thành tựu 10 đại tác muội này. Người tu hành như vậy sẽ được 10 danh hiệu: một gọi là Phật, hai gọi là Như Lai, ba gọi là người được 10 lực, bốn gọi là đạo sư, năm gọi là đại đạo sư, sáu gọi là nhất thiết trí, bảy gọi là nhất thiết kiến, tám gọi là trụ vô ngại, chín gọi là đạt chư cảnh, 10 gọi là nhất thiết pháp tự tại. Bồ Tát này vào khắp tất cả thế giới mà chẳng chấp trước nơi thế giới, vào khắp tất cả cõi chúng sinh mà chẳng thủ lấy nơi chúng sinh, vào khắp tất cả thân mà chẳng ngại nơi thân, vào khắp tất cả pháp giới mà biết pháp giới không bỏ né, gần gũi chư Phật ba đời, thấy rõ tất cả các Phật pháp, khéo nói tất cả văn tự, thấu đạt tất cả giả danh, thành tựu tất cả đạo thanh tịnh của Bồ Tát, an trụ tất cả hạnh khác biệt của Bồ Tát, ở trong một niệm được khắp nhất thiết trí ba đời, biết khắp tất cả pháp ba đời, nói khắp tất cả giáo lý chư Phật, chuyển khắp tất cả bất thối truyền nơi quá khứ vị lai hiện tại, mỗi đời chứng khắp tất cả đạo Bồ đề, ở trong mỗi Bồ đề này biết rõ khắp tất cả những gì Phật nói. Những vị đại Bồ Tát này có thể vào khắp tất cả thế giới trong mười phương mà chẳng chấp trước nơi thế giới, lại có thể vào khắp tất cả cõi chúng sinh mà chẳng thủ lấy nơi chúng sinh, lại có thể vào khắp tất cả thân mà nơi thân cũng chẳng có sự chướng ngại, lại có thể vào khắp tất cả pháp giới, biết pháp giới cũng không có bờ mé, lại có thể gần gũi tất cả chư Phật ba đời, lại thấy rõ tất cả pháp của chư Phật nói, lại khéo nói tất cả văn tự, lại thấu đạt tất cả giả danh, lại có thể thành tựu tất cả đạo thanh tịnh của Bồ Tát, lại có thể an trụ tất cả hạnh khác biệt của Bồ Tát ở trong một niệm, có thể đắc được khắp nhất thiết trí huệ ba đời, biết được khắp tất cả Phật pháp ba đời, sẽ nói được khắp tất cả giáo nghĩa của chư Phật, truyền khắp cùng bánh xe pháp bất thối, có thể ở trong mỗi đời quá khứ vị lai hiện tại khắp cùng chứng được Bồ đề giác đạo, ở trong Bồ đề giác đạo thấu hiểu khắp tất cả pháp của chư Phật nói. Đây là môn pháp tướng của các Bồ Tát, là môn trí giác của các Bồ Tát, là môn nhất thiết chủng trí vô thắng tràng, là môn các hạnh nguyện phổ hiền Bồ Tát, là môn mãnh lợi thần thông thể nguyện, là môn tất cả tổng trì biện tài, là môn các pháp ba đời khác biệt, là môn tất cả chư Phật thị hiện, là môn dùng tát bà nhạ an lập tất cả chúng sinh, là môn dùng thần lực của Phật nghiêm tịnh tất cả thế giới. Đây là 10 thứ pháp môn của tất cả đại Bồ Tát. 1. Là môn pháp tướng của các Bồ Tát tu. 2. Là môn trí giác của các Bồ Tát đắc được. 3. Là môn nhất thiết chủng trí vô thắng tràng. 4. Là môn các hạnh nguyện phổ hiền Bồ Tát. 5. Là môn mãnh lợi thần thông thệ nguyện. 6. Là môn tất cả tổng trì biện tài. 7. Là môn các pháp ba đời khác biệt. 8. Là môn tất cả chư Phật thị hiện. 9. Là môn dùng tát bà nhạ nhất thiết trí an lập tất cả chúng sinh. 10. Là môn dùng thần lực của Phật nghiêm tịnh tất cả thế giới. Nếu Bồ Tát vào tác muội này thì đắc được lực pháp giới không cùng tận, đắc được hạnh hư không chẳng có chướng ngại, đắc được bậc pháp vương vô lượng tự tại, ví như thế gian quán đảnh thọ chức, đắc được vô biên trí thông đạt tất cả, đắc được lực rộng lớn 10 thứ viên mãn, thành tựu tâm không tranh, vào bờ mé tịch diệt, đại bi không sợ hãi giống như sư tử, làm bậc trượng phu trí huệ, thắp sáng đèn chánh pháp, tất cả công đức khen ngợi không hết được, thành văn độc giác không thể nghĩ bàn, đắc được trí pháp giới trụ bờ mé vô động, mà có thể tùy tục khai diễn đủ thứ, trụ nơi vô tướng khéo vào pháp tướng, đắc được tự tánh thanh tịnh tạng, sinh vào nhà Như Lai thanh tịnh, khéo khai thị đủ thứ pháp khác biệt, mà nhờ trí huệ thấu rõ không chỗ có, khéo biết thời thường hành pháp thí khai ngộ tất cả gọi là bậc trí, khắp nhiếp chúng sinh đều khiến cho thanh tịnh, dùng trí phương tiện thị hiện thành Phật đạo, mà thường tu hành hạnh Bồ Tát không có dứt tận, vào nhất thiết trí cảnh giới phương tiện thị hiện đủ thứ thần thông rộng lớn. Nếu Bồ Tát vào 10 thứ pháp môn tam muội này, tiện đắc được sức được pháp giới không cùng tận, đắc được hạnh hư không chẳng có chướng ngại, đắc được bậc pháp vương chứng được vô lượng tự tại, ví như vương tử thế gian khi sắp lên làm vua thì trước hết làm lễ quán đảnh, đầu tiên ông vua dùng nước bốn biển đựng ở trong bình vàng dưới lên đầu thái tử, sau đó thái tử chính thức lên kế thừa ngôi vua, thọ quán đảnh rồi mới tiếp thọ chức vụ, bắt đầu xử lý việc nước, đắc được vô biên trí huệ, chứng được vô lượng biện tài, tất cả đều thông đạt vô ngại, đắc được thế lực rộng lớn, 10 thứ sức lực đều được viên mãn, sẽ thành tựu tâm vô tranh, do đó tranh là tâm thắng phụ, trái ngược lại với đạo, bèn sinh ra 4 tướng làm sao được tam muội. Không tranh luận là hòa bình. Tại sao thế giới không hòa bình? Vì do tranh. Tại sao thế giới có phiền não? Đều do tranh. Khi tranh thì có ta người, có ta người rồi thì có thị phi, có thị phi rồi thì có phiền não, càng có phiền não thì càng muốn đấu tranh, càng đấu tranh thì càng phiền não tự chuốc lấy cái khổ. Hiện tại là thời kỳ đấu tranh kiên cố, ai ai cũng đều muốn đấu tranh, thậm chí nhà này với nhà nọ đấu tranh, nước này với nước nọ đấu tranh. Nếu ai ai cũng đều không có tư tưởng đấu tranh thì thế giới sẽ hòa bình, thiên hạ sẽ thái bình. Đến lúc đó trời đất rất hòa thiện, mưa thuận gió hòa. Thời đại Nghiêu Thuận ở Trung Quốc là như vậy đó, mưa hòa gió thuận, quốc thái dân an. Vì Nghiêu Thuận là hai vị đại thánh nhân, là ông vua hiển minh, đại công vô tư, nơi nơi đều phục vụ cho nhân dân, cho nên cảm động trời đất mà phát sinh những hiện tượng này. Nếu ai ai cũng đều tin Phật, nơi nơi đều vì người, thì cảnh giới này sẽ xảy ra ở nhân gian, chứ chẳng phải là vọng tưởng mọi việc đều do con người. Chẳng có tâm tranh luận thì sẽ nhập vào bờ mé tịch diệt. Do đó, trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới, hoặc là không ta không người quán tự tại, chẳng không chẳng có thấy Như Lai. Đến được cảnh giới này, tức là bờ mé tịch diệt, có tâm đại bi rồi thì chẳng có sự sợ hãi. Thế nào là tâm đại bi? Tức là ta người đều một thể thì chẳng còn tranh luận ta người thị phi nữa. Thế nào là không sợ hãi? tức là gì cũng không sợ, giống như sư tử trở thành vua trong loài thú. Trong chứng đạo ca có nói: sư tử hống vô ý tuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất cước oai, thiên long tịch thính sinh hân duyệt. Nghĩa là sư tử hống nói pháp không sợ hãi, trăm thú nghe được đều kinh sợ, đàn voi bỏ chạy mất oai nghi, trải rồng nghe được sinh vui mừng. Bậc đại trượng phù trí huệ thắp lên đèn sáng chánh pháp, chiếu rõ nguyên hình của thiên ma ngoại đạo mà hàng phục chúng. Tất cả công đức của vị Bồ Tát này khen ngợi không thể hết được. Dù có dùng trí huệ của hàng nhị thừa, thanh văn và duyên giác cũng không thể nghĩ được, cũng không thể luận bàn được. Vị Bồ Tát này đã được trí huệ pháp giới, trụ nơi cảnh giới như như bất động, rõ ràng sáng suốt, mà có thể tùy theo đủ thứ pháp thế gian khai diễn tất cả pháp môn, trụ nơi cảnh giới vô tướng, kéo vào tất cả các pháp thể tướng, đắc được bảo tàng tự tánh thanh tịnh chẳng có ô nhiễm, sinh ở trong nhà Phật thanh tịnh, khéo khai diễn đủ thứ pháp môn khác nhau mà dùng trí để thấu rõ tất cả các pháp, đều không chỗ có, khéo biết quán căn cơ chúng sinh vì người nói pháp, thường giảng kinh bố thí pháp khai đạo tất cả chúng sinh, khiến cho họ tu hành minh bạch Phật pháp, đó gọi là bậc trí. Hay nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ đắc được thanh tịnh, dùng trí huệ quyền xảo phương tiện thị hiện thành tựu Phật đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy nhiên thị hiện thành Phật nhưng vẫn chưa thành Phật quả. Cho nên thời khắc từ từ thường tu hạnh Bồ Tát đáng tu, không có lúc nào dứt được, mới có thể chứng được nhất thiết trí huệ, chứng được cảnh giới phương tiện thiện xảo, lại thị hiện đủ thứ thần thông diệu dụng rộng lớn. Cho nên phổ hiền, này ông nên phân biệt diễn nói 10 đại tam muội của tất cả Bồ Tát nay pháp hội này, thảy đều muốn nghe. Phật lại nói, vì nhân duyên đó, này phổ hiền, hiện tại ông nên phân môn biệt loại, diễn nói kỹ càng đạo lý 10 đại tam muội của tất cả Bồ Tát đắc được. Hiện nay ở trong pháp hội Hoa Nghiêm này, hết thảy Bồ Tát và chúng sinh đều hy vọng lắng nghe ông giảng pháp môn 10 đại tam muội của Bồ Tát tu. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền theo chỉ thị của Như Lai nhìn Bồ Tát Phổ Nhãn và các chúng Bồ Tát mà nói rằng: lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền theo thánh chỉ của Phật quan sát Bồ Tát Phổ Nhãn và hết thảy chúng Bồ Tát mà nói ra nghĩa lý của 10 đại tam muội dưới đây. Thứ nhất, tam muội phổ quang minh. Phật tử, thế nào là tam muội phổ quang minh của đại Bồ Tát? Bồ Tát Phổ Hiền gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào gọi là tam muội phổ quang minh của đại Bồ Tát tu hành? Phật tử, đại Bồ Tát này có 10 pháp vô tận. Những gì là 10? Đó là chư Phật xuất hiện trí vô tận, chúng sinh biến hóa trí vô tận, thế giới như hình bóng trí vô tận, và sâu pháp giới trí vô tận, khéo nhiếp Bồ Tát trí vô tận, Bồ Tát bất thối trí vô tận, khéo quán tất cả pháp nghĩa trí vô tận, khéo trì tâm lực trí vô tận, trụ tâm Bồ Đề rộng lớn trí vô tận, trụ tất cả Phật pháp nhất thiết trí nguyện lực trí vô tận. Cả vị đệ tử của Phật, vị đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát hạnh, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành. Ngài có 10 trí huệ vô cùng vô tận. Những gì là 10? Đó là: một, trí huệ của 10 phương ba đời tất cả chư Phật xuất hiện ra đời vô cùng vô tận. 2. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh dùng trí huệ thần thông biến hóa vô cùng vô tận. 3. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, biết tất cả thế giới hư vọng như hình bóng chẳng chân thật. 4. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận và sâu pháp giới. 5. Trí huệ vô cùng vô tận, khéo nhiếp hóa Bồ Tát. 6. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, bất thối tâm Bồ Đề. 7. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, khéo quan sát nghĩa lý của 84.000 pháp môn. 8. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, khéo thọ trì tất cả tâm lực. 9. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, thường trụ đại Bồ Đề tâm rộng lớn. 10. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, trụ nơi tất cả Phật pháp nhất thiết trí lực. Phật tử, đó gọi là 10 pháp vô tận của đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đó gọi là 10 thứ pháp môn vô cùng vô tận của đại Bồ Tát. Phật tử, đại Bồ Tát này phát 10 thứ tâm vô biên. Những gì là 10? Đó là: phát tâm vô biên độ thoát tất cả chúng sinh, phát tâm vô biên thừa dự tất cả chư Phật, phát tâm vô biên cúng dường tất cả chư Phật, phát tâm vô biên hiện khắp tất cả chư Phật, phát tâm vô biên thọ trì tất cả Phật pháp không quên mất, phát tâm vô biên thị hiện vô lượng thần biến của tất cả chư Phật, phát tâm vô biên vì đắc được Phật lực không bỏ tất cả hạnh Bồ Đề, phát tâm vô biên vào khắp cảnh giới vi tế nhất thiết trí nói tất cả Phật pháp, phát tâm vô biên vào khắp cảnh giới rộng lớn không nghĩ bàn của Phật, phát tâm vô biên nơi biện tài của Phật khởi trí ưa thích thâm sâu lãnh thọ các Phật pháp, phát tâm vô biên thị hiện đủ thứ thân tự tại và tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này lại phát 10 thứ tâm Bồ Đề vô lượng vô biên. Những gì là 10? Đó là một phát tâm vô biên độ thoát tất cả chúng sinh, hai phát tâm vô biên thường sự tất cả chư Phật, ba phát tâm vô biên cúng dường tất cả chư Phật, bốn phát tâm vô biên hiện khắp tất cả chư Phật, năm phát tâm vô biên thọ trì tất cả Phật pháp không quên mất, sáu phát tâm vô biên thị hiện vô lượng thần biến của tất cả chư Phật, bảy phát tâm vô biên vì đắc được Phật lực không bỏ tất cả hạnh Bồ Đề, tám phát tâm vô biên vào khắp cảnh giới vi tế nhất thiết trí nói tất cả Phật pháp, chín phát tâm vô biên vào khắp cảnh giới rộng lớn không nghĩ bàn của Phật, 10 phát tâm vô biên nơi biện tài của Phật khởi trí ưa thích thâm sâu lãnh thọ các Phật pháp, 11 phát tâm vô biên thị hiện đủ thứ thân tự tại và tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai. Đó là 10 thứ tâm vô biên, tuy có 10 một câu nhưng là 10 thứ tâm vô tận. Phật tử Đại Bồ Tát này có 10 thứ trí và tác muội khác biệt. Những gì là 10? Đó là phương Đông nhập định, phương Tây khởi, phương Tây nhập định, phương Đông khởi, phương Nam nhập định, phương Bắc khởi, phương Bắc nhập định, phương Nam khởi, phương Đông Bắc nhập định, phương Tây Nam khởi, phương Tây Nam nhập định, phương Đông Bắc khởi, phương Tây Bắc nhập định, phương Đông Nam khởi, phương Đông Nam nhập định, phương Tây Bắc khởi, phương dưới nhập định, phương trên khởi, phương trên nhập định, phương dưới khởi. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này lại có 10 thứ trí huệ và tam muội khác biệt. Những gì là 10? Đó là 1. Tại phương Đông nhập định, từ phương Tây xuất định. 2. Tại phương Tây nhập định, từ phương Đông xuất định. 3. Tại phương Nam nhập định, từ phương Bắc xuất định. 4. Tại phương Bắc nhập định, từ phương Nam xuất định. 5. Tại phương Đông Bắc nhập định, từ phương Tây Nam xuất định. 6. Tại phương Tây Nam nhập định, từ phương Đông Bắc xuất định. 7. Tại phương Tây Bắc nhập định, từ phương Đông Nam xuất định. 8. Tại phương Đông Nam nhập định, từ phương Tây Bắc xuất định. 9. Tại phương dưới nhập định, từ phương trên xuất định. 10. Tại phương trên nhập định, từ phương dưới xuất định. Đó là 10 thứ thần thông biến hóa nhập định xuất định của Đại Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát này có 10 thứ trí tuệ xảo và tam muội. Những gì là 10? Phật tử Đại Bồ Tát dùng 3000 đại thiên thế giới là một hoa sen, hiện thân ngồi kiết già, khắp trên hoa sen này trong thân lại hiện 3000 đại thiên thế giới, trong đó có 100 ức tứ thiên hạ. Mỗi tứ thiên hạ hiện 100 ức thân, mỗi thân và 100 ức 3000 đại thiên thế giới. Nơi thế giới đó, mỗi tứ thiên hạ hiện 100 ức Bồ Tát tu hành, mỗi Bồ Tát tu hành sinh 100 ức quyết định giải, mỗi quyết định giải khiến cho 100 ức căn tánh viên mãn, mỗi căn tánh thành 100 ức pháp nghiệp bất thối của Bồ Tát. Những thân đã hiện đó chẳng phải một, chẳng phải nhiều, nhập định xuất định không có lầm loạn. Các vị Phật tử, vị Đại Bồ Tát này lại có 10 thứ trí huệ thiện xảo vào đại tam muội. Những gì là 10? Các vị đệ tử của Phật, các vị phải chú ý nghe. Vị Đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tụ đủ thứ căn lành. 1. Dùng 3000 đại thiên thế giới làm một đóa hoa sen lớn. 2. Hiện thân ngồi kiết già khắp trên hoa sen lớn này. 3. Tại thân tướng của Bồ Tát lại hiện ra 3000 đại thiên thế giới. 4. Trong đó có 100 ức tứ thiên hạ, 4 đại châu. 5. Mỗi tứ thiên hạ hiện ra 100 ức thân. 6. Mỗi thân và 100 ức 3000 đại thiên thế giới. 7. Và trong những thế giới đó, mỗi tứ thiên hạ hiện ra 100 ức Bồ Tát đang ở đó tu hành. 8. Mỗi vị Bồ Tát tu hành sinh ra 100 ức quyết định trí huệ giải. 9. Mỗi quyết định trí huệ giải khiến cho 100 ức căn tánh viên mãn mà thành Phật đạo. 10. Mỗi căn tánh thành tựu 100 ức pháp nghiệp bất thối của Bồ Tát. Bồ Tát hiện những thần đó cũng chẳng phải một, cũng chẳng phải nhiều, cũng là một, cũng là nhiều, một nhiều viên dung vô ngại. Hoặc người nhập định hoặc xuất định không có lầm loạn nhau, đều có thứ tự. Phật tử như La Hầu A Tu La Vương, bổn thân cao 700 do tuần, hóa thân cao đến 16 vạn 8 ngàn do tuần, đứng ở trong biển lộ nửa thân, cao ngang bằng núi Tu Di. Phật tử A Tu La Vương đó tuy hóa thân như thế, cao 16 vạn 8 ngàn do tuần mà cũng không hoại tướng bổn thân. Các quần giới xứ đều như cũ, tâm chẳng lầm loạn, nơi thần biến hóa không nghĩ là thân người khác, cũng không nghĩ bổn thân đó chẳng phải thân mình. Vốn thọ sinh thân, luôn thọ các sự an vui, hóa thân thường hiện đủ thứ tự tại thần thông oai lực. Các vị đệ tử, ví như La Hầu A Tu La Vương, bổn thân cao 700 do tuần, tiểu do tuần là 40 dặm, trung do tuần là 60 dặm, đại do tuần là 80 dặm, biến hóa thân hình cao 16 vạn 8 ngàn do tuần, đứng ở trong biển mới tới nửa thân, cao ngang bằng núi Tu Di. Các vị Phật tử biến hóa thân của La Hầu A Tu La Vương tuy cao 16 vạn 8 ngàn do tuần nhưng cũng không thể hư hoại thân cũ. Năm uẩn 18 giới 12 xứ đều giống như thân cũ. Tâm cũng không lầm loạn, không thể vì có sự biến hóa thân mà nghĩ tưởng là người khác. A Tu La Vương cũng không đối với bổn thân nghĩ chẳng phải là thân mình. A Tu La Vương chẳng có tư tưởng điên đảo như thế. Vốn thọ sinh thân, thường thọ tất cả các an vui, thân biến hóa luôn hiện ra đủ thứ tự tại, đủ thứ thần thông, đủ thứ oai lực đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phật tử A Tu La Vương có tham sân si, đầy đủ kiêu mạn mà còn biến hiện được thân như vậy, hà huống Đại Bồ Tát thấu đạt được tâm pháp như huyễn. Tất cả thế gian thảy đều như mộng, tất cả chư Phật xuất hiện ra đời đều như hình bóng, tất cả thế giới như biến hóa, lời lẽ âm thanh thảy đều như vang, thấy pháp như thật, dùng pháp như thật mà làm thân mình. Biết tất cả pháp đánh vốn thanh tịnh, biết rõ thân tâm chẳng có thật thể, thân này trụ khắp vô lượng thế giới, dùng trí huệ quang minh rộng lớn của Phật tịnh tù tất cả hạnh Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, La Hầu A Tu La Vương vẫn còn tâm tham sân si, lại đầy đủ tâm kiêu ngạo ngã mạn. A Tu La Vương tùy tu hành nhưng thiện ác lẫn lộn, có thiện có ác, công đức đều có một nửa, cho nên làm A Tu La Vương mà còn biến hóa được thân như vậy, hà huống là Đại Bồ Tát tu hành lục độ vạn hạnh, lại chẳng còn tham sân si, lại thấu đạt thâm sâu tất cả tâm và tất cả pháp đều như huyễn như hóa, không những hết thảy tất cả vinh hoa phú quý, danh văn lợi dưỡng của thế gian đều giống như mộng, mà tất cả chư Phật xuất hiện ra đời cũng đều như hình như bóng, tất cả thế giới giống như biến hóa ra, tất cả lời lẽ âm thanh biểu đạt đều như vang. Bồ Tát thấy được pháp chân thật, dùng pháp chân thật để làm pháp thân của mình, biết tất cả pháp tánh vốn đều là thanh tịnh, thấu hiểu được thân tâm chẳng có thể tánh chân thật, chỉ là đất nước gió lửa bốn đại giả hòa hợp mà thành, thân thể này trụ ở khắp trong vô lượng cảnh giới, dùng trí huệ của Phật phóng ra quang minh rộng lớn, chuyên tâm thành tịnh tu hành tất cả hạnh Bồ Đề. Phật tử Đại Bồ Tát trụ tam muội này vượt qua thế gian, xa lìa thế gian, không có mê loạn, không ai che lấp được. Phật tử ví như tỷ kheo quan sát trong thân, trụ nơi quán bất tịnh, quán thấy thân mình đều là bất tịnh. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ tam muội này quan sát pháp thân, thấy các thế gian vào khắp thân mình, thấy rõ trong thân tất cả thế gian và pháp thế gian, nơi các thế gian và pháp thế gian đều không chấp trước. Các vị Phật tử, vị Đại Bồ Tát này trụ tại Đại Tam Muội Phổ Quang Minh, vượt qua tất cả pháp thế gian, xa lìa tất cả pháp thế gian, chẳng có thiên ma ngoại đạo đến mê hoặc ngài, nhiễu loạn ngài, chẳng có quang minh khác vượt hơn quang minh này của ngài, che lấp được quang minh này. Các vị đệ tử của Phật ví như tỷ kheo quán trong thân của mình, 9 lỗ thường chảy ra đồ bất tịnh, chủ nơi quán bất tịnh. Ngài thấy rõ ngũ tạng lục phủ bên trong thân thể đều là vật bất tịnh. Đại Bồ Tát cũng như thế, khi trụ ở trong tam muội này quan sát pháp thân của mình, nhìn thấy hết thảy tất cả thế gian đều vào khắp trong thân của mình, thanh tịnh rõ ràng, nhìn thấy tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian, đối với hết thảy pháp thế gian và hết thảy pháp xuất thế gian đều chẳng chấp trước. Tại sao? Vì thân cũng không, tâm cũng không, thế gian cũng không, cho nên chẳng chấp trước tất cả. Phật tử, đó là trí thiện xảo Đại Tam Muội Phổ Quang Minh thứ nhất của Đại Bồ Tát. Các vị Phật tử, đó tức là trí huệ thiện xảo Đại Tam Muội Phổ Quang Minh thứ nhất của Đại Bồ Tát tu. Thứ hai, Tam Muội Diệu Quang Minh. Phật tử, thế nào là Tam Muội Diệu Quang Minh của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là Tam Muội Diệu Quang Minh của Đại Bồ Tát tu hành? Phật tử, Đại Bồ Tát này có thể vào 3.000 đại thiên thế giới, nhiều như số hạt bụi của 3.000 đại thiên thế giới, nơi mỗi thế giới hiện ra số thân nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới, mỗi thân phóng ra quang minh nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới, mỗi quang minh hiện ra màu sắc nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới, mỗi màu sắc chiếu thế giới nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới. Trong mỗi thế giới điều phục chúng sinh nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới. Các thế giới đó đủ thứ sự khác nhau, Bồ Tát đều biết. Đó là thế giới tạp nhiễm, thế giới thanh tịnh, thế giới sở nhân, thế giới kiến lập, thế giới đồng trụ, thế giới quang sắc, thế giới lai vãng. Tất cả như vậy Bồ Tát đều biết, Bồ Tát đều vào. Các thế giới đó cũng đều đến nhập vào thân của Bồ Tát, mà các thế giới chẳng có tạp loạn, đủ thứ các pháp cũng không hoại diệt. Các vị đệ tử của Phật vì Đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát Đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ hương căn lành, lại có thể vào 3.000 đại thiên thế giới, nhiều như số hạt bụi của 3.000 đại thiên thế giới. Ở trong mỗi thế giới lại hiện ra số thân, nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới. Ở trong mỗi thân lại phóng ra quang minh, nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới. Ở trong mỗi quang minh lại hiện ra màu sắc, nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới. Ở trong mỗi màu sắc lại chiếu sáng thế giới, nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới. Ở trong mỗi thế giới lại điều phục chúng sinh, nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới. Hết thảy các thế giới đó có đủ thứ hình tướng khác nhau, Bồ Tát hoàn toàn biết được. Đó là thế giới tạp nhiễm, thế giới thanh tịnh, nhân duyên thế giới thành tựu, thế giới kiến lập như thế nào, thế giới đồng trụ ra sao, thế giới có quang gì, thế giới có sắc gì, thế giới đến như thế nào, thế giới đi như thế nào. Tất cả những tình hình vi tế như vậy, Bồ Tát hoàn toàn đều biết được, Bồ Tát hoàn toàn đều vào được. Hết thảy thế giới đó cũng đều đến nhập vào trong thân của Bồ Tát. Tuy nhiên hết thảy thế giới đều đến nhập vào thân Bồ Tát, mà các thế giới chẳng có tạp loạn, đủ thứ các pháp cũng không hoại diệt. Phật tử ví như mặt trời mọc lên, trước tiên chiếu núi Tu Di, sau chiếu núi Bảy Báu. Ở giữa núi Bảy Báu và núi Báu đều có hình ảnh ánh sáng hiện rõ ràng. Những hình ảnh mặt trời ở trên núi Báu đó đều hiện ở trong hình ảnh giữa núi. Những hình ảnh mặt trời ở giữa núi Bảy Báu đó cũng đều hiện trong hình ảnh ở trên núi. Cứ hiện hình bóng với nhau như vậy, hoặc nói hình ảnh mặt trời xuất hiện núi Bảy Báu, hoặc nói hình ảnh mặt trời xuất hiện giữa núi Bảy Báu, hoặc nói hình ảnh mặt trời nhập vào núi Bảy Báu, hoặc nói hình ảnh mặt trời nhập vào giữa núi Bảy Báu. Nhưng hình ảnh mặt trời này chiếu hiện với nhau, chẳng có bờ mé, thể tánh chẳng có cũng lại chẳng không, chẳng trụ ở núi, chẳng lìa khỏi núi, chẳng trụ ở nước cũng chẳng lìa khỏi nước. Các vị đệ tử của Phật ví như lúc mặt trời vừa mới mọc lên, trước hết chiếu núi Tu Di, sau đó chiếu núi Bảy Báu. Tại núi Bảy Báu này và ở giữa núi Báu đều có ánh sáng mặt trời và hình ảnh mặt trời hiện ra rõ ràng. Những hình ảnh ở trên mỗi núi Báu đều hiện rõ trong hình ảnh ở giữa núi. Những hình ảnh ở giữa núi Bảy Báu cũng hiện rõ ở trong hình ảnh ở trên núi. Cứ hiện với nhau như vậy, tức cũng là hình ảnh này chiếu hình ảnh kia chiếu hình ảnh này. Hoặc nói hình ảnh mặt trời xuất hiện ở trên núi Bảy Báu, hoặc nói hình ảnh mặt trời xuất hiện ở giữa núi Bảy Báu, hoặc nói hình ảnh mặt trời nhập vào trên núi Bảy Báu, hoặc nói hình ảnh mặt trời nhập vào ở giữa núi Bảy Báu. Nhưng đó là hình ảnh mặt trời chiếu hiện với nhau, chẳng có bờ mé. Hình ảnh mặt trời chẳng có thể tánh, cũng chẳng phải chẳng có thể tánh. Hình ảnh mặt trời này chẳng trụ ở trên núi, cũng chẳng lìa khỏi núi, chẳng trụ ở trong nước, cũng chẳng lìa khỏi nước. Phật tử Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Chùa Tam Muội Diệu Quang rộng lớn này chẳng hoại tướng an lập của thế gian, chẳng diệt tự tánh các pháp của thế gian, chẳng trụ ở trong thế giới, chẳng trụ ở ngoài thế giới, nơi các thế giới chẳng có sự phân biệt, cũng chẳng hoại tướng của thế giới. Quán tất cả pháp một tướng, vô tướng, cũng chẳng hoại tự tánh của các pháp, trụ tánh chân thật, luôn không xả lìa. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Tam Muội Diệu Quang rộng lớn cũng như thế, giống như hình ảnh mặt trời của núi Bảy Báu chiếu sáng với nhau. Cũng có thể nói là có, cũng có thể nói là không có, cũng có thể nói nó là thật, cũng có thể nói nó là giả. Bồ Tát an trụ ở trong Tam Muội Diệu Quang rộng lớn này, không phá hoại tướng an lập của thế gian, tức cũng là tướng phá thế gian an lập, nên như thế nào? Thật tánh của tất cả các pháp cũng chẳng phải là không có, chẳng trụ ở trong thế gian, chẳng trụ ở ngoài thế gian, đối với tất cả thế giới chẳng có gì phân biệt. Cũng chẳng phá hoại tướng của thế giới, quan sát tất cả các pháp là một tướng, cũng là vô tướng. Cũng chẳng hoại tự tánh của tất cả các pháp, trụ nơi chân như tự tánh, chẳng có xả bỏ, vĩnh viễn chẳng lìa khỏi. Phật tử ví như huyễn sư khéo biết huyễn thuật, ở nơi ngã tư đường làm các việc huyễn, như khoảng một sát na trong một ngày, hoặc hiện một ngày, hoặc hiện một đêm, hoặc lại hiện làm 7 ngày 7 đêm, nửa tháng một tháng, 1 năm trăm năm. Tùy theo ý muốn của nhà huyễn thuật đều thị hiện được. Thành ấp tụ lạc, suối chảy hồ biển, mặt trời mặt trăng, mây mưa, cung điện phòng ốc, tất cả như vậy đều đầy đủ. Chẳng vì thị hiện trải qua 5 tuổi mà hoại mất căn bổn, một ngày một thời. Chẳng vì bổn thời rất ngắn ngủi mà hoại sở hiện ngày tháng 5 tuổi. Tướng huyễn hiện rõ nhưng ngày vốn chẳng có diệt. Các vị đệ tử của Phật ví như nhà huyễn thuật có thể tự có hóa không, tự không hóa có, tự không huyễn thuật, tự thật huyễn không. Ông ta khéo biến hóa ra đủ thứ cảnh giới, ông ta khéo biết đủ thứ pháp thuật huyễn hóa, ông ta ở tại ngã tư đường biểu diễn đủ thứ pháp thuật. Trong khoảng thời gian rất ngắn, trong một ngày, hoặc hiện thời gian một ngày dài, hoặc hiện thời gian một ngày đêm, hoặc hiện thời gian một đêm dài, hoặc hiện thời gian 7 ngày 7 đêm, hoặc hiện thời gian nửa tháng, một tháng, hoặc hiện một năm, hoặc hiện trăm năm, tùy theo ý muốn mình thế nào thì làm như thế đó. Bất cứ hình tướng gì cũng đều có thể biến hóa ra, hoặc thị hiện thành lớp ấp nhỏ, hoặc thị hiện thôn xóm tụ lạc, hoặc thị hiện suối chảy sông biển, hoặc thị hiện mặt trời mặt trăng mây mưa, hoặc thị hiện cung điện phòng ốc. Tất cả sự vật như vậy đều có thể thị hiện ra đầy đủ, nhưng không thể vì ông ta thị hiện pháp huyễn thuật. Trải qua một năm thời gian mà bổn lai một ngày một giờ phá hoại, cũng chẳng vì thời gian một giờ rất ngắn ngủi mà ngày tháng năm tuổi sở hiện phá hoại. Huyễn tướng của huyễn thuật hiện ra, tuy nhiên hiện ra rất rõ ràng, nhưng một ngày một thời vốn có không bị tiêu diệt. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Vào tam muội diệu quang rộng lớn hiện ra A Tăng Kỳ thế giới, và trong một thế giới A Tăng Kỳ thế giới đó, mỗi đều có đất nước gió lửa, có biển cả các núi, thành ấp tụ lạc, vườn rừng nhà cửa, Thiên Cung, Long Cung, Dạ Xoa Cung, Cả Thất Bà Cung, Atula Cung, Ca Lâu La Cung, Khẩn Na La Cung, Mà Hầu La Già Cung. Đủ thứ sự trang nghiêm thầy đều đầy đủ. Có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, nghiệp hành quả báo, chết đây sinh kia, hết thảy thời tiết của tất cả thế gian, khoảnh khắc ngày đêm, nửa tháng, một năm trăm năm, kiếp thành kiếp hoại, cõi nước đạp nhiễm, cõi nước thanh tịnh, cõi nước rộng lớn, cõi nước hẹp nhỏ. Ở trong các cõi đó đều có chư Phật xuất hiện ra đời. Cõi Phật thanh tịnh có Bồ Tát chúng hội vây khắp chung quanh, thần thông tự tại giáo hóa chúng sinh. Các cõi nước đó ở tại phương chốn nào đều có vô lượng chúng người, tài đều đầy dẫy, hình thù dị thú, đủ thứ chúng sinh vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Do nghiệp được thanh tịnh quá khứ vị lai hiện tại mà sinh ra vô lượng châu báu tốt đẹp. Những sự việc như vậy thầy đều thị hiện vào một thế giới. Đủ thứ cảnh giới của vị Đại Bồ Tát này thị hiện giống như nhà huyễn thuật đó. Ngài vào tam muội diệu quang rộng lớn rồi có thể hiện ra A Tăng Kỳ thế giới, mà vào trong một thế giới, mỗi thế giới trong số A Tăng Kỳ thế giới đó đều có đất nước gió lửa, lại có biển cả và các núi, thành ấp và tụ lạc, vườn rừng và nhà cửa, lại có cung điện trên trời, cung điện của Long Vương, cung điện của Dạ Xoa, cung điện của Càn Thát Bà, cung điện của Atula, cung điện của Ca Lô La, cung điện của Khẩn Na La, cung điện của Ma Hầu La Già. Có đủ thứ sự trang nghiêm thảy đều viên mãn đầy đủ. Hoặc cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, nghiệp tạo ra, thọ quả báo. Có cảnh giới chết đời sinh kia, hết thảy thời tiết nhân duyên của tất cả thế gian trong thời gian khoảnh khắc thì trải qua một ngày một đêm, hoặc nửa tháng một tháng, hoặc một năm trăm năm, hoặc kiếp thành kiếp hoại, hoặc cõi nước tạp nhiễm, hoặc cõi nước thanh tịnh, hoặc cõi nước rộng lớn, hoặc cõi nước hẹp nhỏ. Ở trong mỗi cõi nước đều có chư Phật xuất hiện ra đời. Cõi Phật thanh tịnh có Bồ Tát chúng hội vây khắp chung quanh, dùng sức thần thông tự tại giáo hóa chúng sinh. Hết thảy tất cả các cõi nước đó, bất cứ ở tại địa phương nào, xứ sở nào, đều có vô lượng vô biên thính chúng, thảy đều đầy dẫy trong cõi nước, hoặc thân hình khác nhau, hoặc có các cõi khác nhau, đủ thứ chúng sinh khác nhau, có vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Do nghiệp được thanh tịnh trong quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời tạo ra, nên sinh ra vô lượng vô biên châu báu tốt đẹp. Đủ thứ những sự việc như vậy thầy đều thị hiện vào một thế giới. Bồ Tát ở đây đều thấy rõ khắp, vào khắp, quán khắp, nghĩ khắp, biết khắp, dùng vô tận trí đều biết như thật. Chẳng vì các thế giới kia nhiều mà hư hoại một thế giới này, chẳng vì một thế giới này mà hư hoại nhiều thế giới kia. Tại sao? Vì Bồ Tát biết tất cả pháp đều vô ngã, đó gọi là người vào pháp, không mạo, pháp không làm. Vì Bồ Tát ở nơi tất cả thế gian sinh tu hành pháp không tranh, đó gọi là người trụ pháp vô ngã. Vì Bồ Tát thấy tất cả thân như thật đều từ duyên khởi, đó gọi là người trụ pháp không chúng sinh. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp sinh diệt đều từ nhân sinh ra, đó gọi là người trụ nơi pháp vô bổ giả la. Vì Bồ Tát biết các pháp bổn tánh bình đẳng, đó gọi là người trụ pháp vô ý sinh vô mà nạp bà. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp bổn tánh tịch tĩnh, đó gọi là người trụ pháp tịch tĩnh. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp một tướng, đó gọi là người trụ pháp không phân biệt. Vì Bồ Tát biết pháp giới không có đủ thứ pháp khác biệt, đó gọi là người trụ pháp không nghĩ bàn. Vì Bồ Tát xuyên tu tất cả phương tiện, khéo điều phục chúng sinh, đó gọi là người trụ pháp, đại bi. Bồ Tát đối với đủ thứ cảnh giới đã nói ở trước đều viên mãn khắp mà thấy rõ, có thể tiến vào khắp, quan sát khắp, tư duy khắp, thấu rõ khắp, dùng vô tận trí huệ đều biết như thật. Bồ Tát chẳng vì các thế giới kia nhiều mà làm hư hoại một thế giới này, cũng chẳng vì một thế giới này mà làm hư hoại nhiều thế giới kia. Tại sao? Vì Bồ Tát biết tất cả pháp đều vô ngã, đó gọi là người vào pháp không mạo, pháp không làm. Vì Bồ Tát ở nơi tất cả thế gian sinh tu hành pháp không tranh luận, đó gọi là người trụ pháp vô ngã. Vì Bồ Tát thấy tất cả thân như thật đều từ duyên khởi, do đó nhân duyên hòa hợp mà khởi, nhân duyên phân ly mà diệt, cho nên là duyên khởi. Đó gọi là người trụ pháp không chúng sinh. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp sinh diệt đều từ nhân sinh ra, đó gọi là người trụ pháp, nơi pháp vô bổ giả la, số thủ thú. Vì Bồ Tát biết các pháp bổn tánh đều là bình đẳng, đó gọi là người trụ pháp vô ý, sinh vô ma nạp bà, nhỏ đồng. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp bổn tánh đều là tịch tĩnh, đó gọi là người trụ pháp tịch tĩnh. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp đều là một tướng, đó gọi là người trụ pháp không phân biệt. Vì Bồ Tát biết pháp giới không có đủ thứ pháp khác biệt, đó gọi là người trụ pháp không nghĩ bàn. Vì Bồ Tát sinh tu tất cả phương tiện, khéo điều phục chúng sinh, đó gọi là người trụ pháp đại bi. Phật tử, như vậy Bồ Tát có thể dùng A Tăng Kỳ thế giới vào một thế giới, biết vô số chúng sinh đủ thứ sự khác biệt, thấy vô số Bồ Tát đều pháp Bồ Đề tâm, quán vô số chư Phật, nơi nơi đều xuất hiện ra đời. Các Như Lai đó sẽ nói pháp, các Bồ Tát đó đều lãnh thọ. Cũng thấy thân mình ở trong đó tu hành mà không bỏ chỗ đây mà thấy nơi kia, cũng chẳng bỏ chỗ kia mà thấy nơi đây. Thần kia thần đầy, không có sự khác biệt, vì vào pháp giới thường xuyên quan sát, không có ngừng nghỉ, vì không bỏ trí huệ, không thối chuyển. Các vị đệ tử của Phật, như vậy Bồ Tát có thể dùng A Tăng Kỳ thế giới mà vào một thế giới, biết vô số vô lượng chúng sinh có đủ thứ sự khác biệt, lại thấy vô số vô biên Bồ Tát đều pháp Bồ Đề tâm, hướng về quả vị Bồ Đề, lại quán vô số vô lượng chư Phật tại hết thảy cõi nước đều xuất hiện ra đời. Hết thảy chư Phật sẽ nói Phật pháp, hết thảy Bồ Tát gần gũi chư Phật đều lãnh thọ được. Bồ Tát tù thập định cũng thấy thân mình ở chỗ mười phương chư Phật siêng tu, siêng năng tu hành, mà Bồ Tát không lìa khỏi chỗ ở mà đi đến nơi khác. Tuy nhiên tại chỗ kia có Bồ Tát đang tu hành, nhưng đó là hóa thân của Bồ Tát. Ngài cũng chẳng xả bỏ thế giới khác mà trở về thế giới đang ở. Thân Ngài ở tại cõi nước khác và thân Ngài đang ở cõi nước này chẳng có gì phân biệt. Vì Bồ Tát có pháp thân cho nên vào được pháp giới. Bồ Tát thường xuyên quan sát cảnh giới này, không có lúc nào ngừng nghỉ, cũng chẳng xả bỏ trí huệ, lúc nào cũng tu hành, tinh tấn hướng về trước, không có lúc nào thối chuyển. Như có nhà huyễn thuật, ở tại một nơi làm các huyễn thuật, chẳng vì dùng huyễn địa mà hoại nơi bổn địa, chẳng vì dùng huyễn nhật mà hoại bổn nhật. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nơi không có cõi nước mà hiện có cõi nước, nơi có cõi nước mà hiện không có cõi nước, nơi có chúng sinh mà hiện không có chúng sinh, nơi không có chúng sinh mà hiện có chúng sinh, không có sắc mà hiện có sắc mà hiện không có sắc, trước chẳng đoạn sau, sau chẳng đoạn trước. Bồ Tát biết rõ tất cả pháp thế gian cũng đều như vậy, giống như huyễn hóa. Vì biết pháp huyễn nên biết trí huyễn nên biết nghiệp huyễn, biết trí huyễn nghiệp huyễn rồi khởi lên huyễn trí, quán tất cả nghiệp. Như thế giới huyễn chẳng phải ở bên ngoài xứ mà hiện huyễn, cũng chẳng phải ở bên ngoài huyễn mà có bổn xứ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng ở ngoài hư không mà vào thế gian, cũng chẳng phải ở ngoài thế gian mà vào hư không. Giống như nhà huyễn thuật, ở tại một địa phương mà làm đủ thứ việc huyễn thuật, chẳng phải vì tại địa phương này làm huyễn thuật mà phá hoại địa phương này, chẳng phải vì Ngài ở tại ngày này làm huyễn thuật mà làm biến hoại ngày này. Đại Bồ Tát cũng như thế, có thể ở nơi không có cõi nước mà hiện ra có cõi nước, lại có thể ở nơi có cõi nước mà hiện ra không có cõi nước, có không đều tùy ý biến hóa ra, lại có thể ở trong cõi nước có chúng sinh mà hiện ra không có chúng sinh, lại có thể ở trong cõi nước không có chúng sinh mà hiện ra có chúng sinh, tại nơi không có nhan sắc mà hiện ra có nhan sắc, tại nơi có nhan sắc mà hiện ra không có nhan sắc, dòng trước chẳng loạn sau, sau cũng chẳng loạn trước. Bồ Tát biết rõ tất cả pháp thế gian hoàn toàn là như thế, giống như huyễn hóa. Vì biết pháp là huyễn hóa không thật, cho nên biết trí huệ cũng là huyễn hóa. Vì biết trí huệ là hư huyễn không thật, cho nên biết nghiệp là vọng huyễn, biết trí là hư huyễn, nghiệp là hư huyễn rồi, lại sinh khởi một thứ trí huệ hư huyễn để quan sát tất cả nghiệp quả, giống như thế giới huyễn hóa. Ở trong cảnh giới này, biết là hư vọng chẳng phải ở bên ngoài cảnh giới, mà hiện ra hư huyễn cũng chẳng phải ở bên ngoài hư huyễn lại có bổn xứ. Đại Bồ Tát cũng là như thế, chẳng phải ở ngoài hư không mà tìm thế gian, cũng chẳng phải ở ngoài thế gian mà tìm hư không. Hư không và thế gian vốn là một thể. Tại sao? Vì hư không thế gian chẳng có sự khác biệt, ở tại thế gian cũng ở tại hư không. Đại Bồ Tát trụ ở trong hư không, thấy được, tu được đủ thứ nghiệp diệu, trang nghiêm khác biệt của tất cả thế gian. Trong khoảng một niệm, đều biết rõ vô số thế giới hoặc thành hoặc hoại, cũng biết các kiếp liên tục thứ lớp, có thể ở trong một niệm hiện vô số kiếp, cũng chẳng khiến cho một niệm đó rộng lớn. Đại Bồ Tát đắc được giải thoát huyễn trí không nghĩ bàn, đến bờ bên kia, trụ nơi huyễn tế vào thế giới huyễn số. Suy ngẫm các pháp, thảy đều như huyễn, chẳng trái với huyễn thế. Tận nơi huyễn trí biết rõ ba đời với huyễn không khác, quyết định thông đạt, tâm không bờ mé. Như các Như Lai, trụ nơi trí như huyễn, tâm các ngài bình đẳng. Đại Bồ Tát cũng là như thế, biết các thế gian thảy đều như huyễn, ở tại tất cả mọi nơi, đều không chấp trước, không có cái gì là của ta. Tại sao? Vì hư không và thế gian là một thể, chẳng có sự phân biệt. Ngoài hư không chẳng có thế giới, ngoài thế giới chẳng có hư không tức thế giới. Cho nên ở tại thế gian, tức cũng là ở tại hư không. Đại Bồ Tát trụ ở trong hư không, thấy được hư không tức thế gian tức hư không, lại tu hành đủ thứ nghiệp diệu trang nghiêm khác nhau của tất cả thế gian, tức cũng là tại thế gian mà tu pháp xuất thế gian. Bồ Tát ở trong một niệm, biết rõ vạn sự ở trong vũ trụ, lại hiểu biết rõ vô số thế giới hoặc là thành hoặc là hoại, cũng biết tướng kiếp này và kiếp kia thứ lớp liên tục. Ở trong một niệm hiện ra vô lượng vô số kiếp, cũng không làm cho thời gian một niệm rộng lớn dài thêm. Đại Bồ Tát đắc được trí huệ giải thoát như huyễn không thể nghĩ bàn, đạt được cảnh giới bờ bên kia, trụ ở trong huyễn hóa và trong huyễn số thế giới, suy ngẫm tất cả các pháp thảy đều như huyễn không chấp trước. Tuy là hư vọng nhưng cũng không trái với pháp thế gian hư huyễn, mà trí huệ hư vọng chẳng còn nữa, phải biết rõ ba đời và huyễn hóa chẳng có sự phân biệt, quyết định thông đạt, tâm chẳng có bờ mé, giống như tất cả chư Phật, trụ ở trong trí huệ hư vọng, tâm của các ngài bình đẳng. Đại Bồ Tát cũng như thế, tất cả đều không chấp trước, biết tất cả thế gian đều là hư vọng, đều là huyễn hóa, ở tại tất cả mọi nơi đều không chấp trước, cũng chẳng có cái ta, cũng chẳng có cái gì là của ta. Như nhà huyễn thuật đó làm các việc huyễn, tuy chẳng trụ với việc huyễn đó, mà nơi việc huyễn cũng không mê hoặc. Đại Bồ Tát cũng là như thế, biết tất cả pháp đến nơi bờ kia, tâm chẳng cho rằng ta vào được nơi pháp, cũng chẳng ở nơi pháp mà có sự lầm loạn. Giống như nhà huyễn thuật đó, ông ta có thể làm tất cả việc huyễn dù hí, tuy chẳng trụ với huyễn đó mà biết tất cả việc huyễn đều là hư huyễn, chẳng bị việc huyễn mê hoặc. Đại Bồ Tát cũng là như thế, biết tất cả các pháp đạt đến rốt ráo bờ bên kia, trong tâm chẳng cho rằng ta vào được pháp rốt ráo, cũng chẳng nhận thức đối với pháp chẳng rõ ràng, cũng không có sự điên đảo làm lầm loạn. Đó là Đại Tam Muội Diệu Quang Minh Thệ Xảo Trí thứ hai của Đại Bồ Tát. Đó là Đại Tam Muội Diệu Quang Minh Thệ Xảo Trí thứ hai của Đại Bồ Tát Tù. Bồ Tát minh bạch tất cả cảnh giới, minh bạch tất cả các pháp mà chẳng chấp trước tất cả cảnh giới, chẳng chấp trước tất cả các pháp. Đó tức là thấy sự thời xuất thế giới, thấy sự thời đọa trầm luân. Tóm lại, phàm phu thì mê hoặc tất cả mọi sự, Bồ Tát thì giác ngộ tất cả mọi sự. Do đó, mê là chúng sinh, giác là Bồ Tát.